Tòm tem với tên hầu. Ngày xưa, ở làng nọ, có một anh nông dân rất thật thà, chất phác. Anh nghèo đến nỗi không có nhà cửa ruộng vườn, nên phải đi làm thuê cho một phú hộ tham lam, bủn xỉn. Anh làm việc rất chăm chỉ, từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời xuống núi, nhưng phú hộ cứ khất lần tiền công của anh mãi. Đến tuổi trưởng thành, anh cũng mong muốn sớm có một mảnh đất để cất một mái nhà và để được tự do trồng hái dành dụm tiền cưới vợ. Anh ơi, nghỉ tay ăn trưa đã. Nếu mảnh ruộng này là của anh thì anh định trồng cái gì? Anh định trồng lúa nếp. Đến mùa thu hoạch, anh sẽ đồ một cỗ xôi thần thơm đến xin hỏi cưới em. Trông hạnh phúc quá ha. Nghèo như anh thì cưới vợ về lấy gì mà nuôi vợ đây? Tôi có hai bàn tay này, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để mang lại cho cô ấy một cuộc sống tốt. Anh có biết thế nào là một cuộc sống tốt không mà nói chứ? Tôi không mong muốn được sống trong nhung lụa, cũng không mong một đám cưới mâm cao cổ đầy. Chỉ cần vợ chồng cùng nhau làm lụng, sống hòa thuận hạnh phúc là được rồi. Ôi trời ơi, sao cô ngốc nghếch vậy? Không giàu có thì sao mà hòa thuận hạnh phúc được? Rồi cô sẽ không chịu nổi mà bỏ anh ta thôi. Nhất định tôi sẽ tìm mọi cách để lo cho cô ấy. Tôi có sức khỏe, không có gì là tôi không làm được. Nói thì hay đấy. Thôi được, ta có ý này. Nếu năm nay anh trồng được cho ta một vụ mùa thật bội thu, thì ta sẽ cho anh một mảnh đất. Đó coi như là tiền công bao năm nay anh đã làm thuê cho ta. Có mảnh đất, anh tha hồ tự trồng trọt cấy cày mà đồ xôi cưới vợ. Còn nếu không làm được thì phải làm thuê cho ta suốt đời. Tưởng gì, nếu chỉ cần trồng được một vụ mùa bội thu thì tôi làm được. Tôi đã trồng trọt cấy cày bao năm nay, tôi đi làm việc ngay đây. Ấy, từ từ đã, ta đã nói hết đâu. Anh phải trồng trọt ở đám rẫy chưa khai hoang trên núi ấy, không phải ở đây. Nhưng thưa ông, nếu bây giờ mới bắt đầu phát rẫy thì không kịp gieo hạt đúng ngày đâu. Mà không gieo hạt đúng ngày thì lúa không thể phát triển được tươi tốt. Sao có thể được một vụ mùa bội thu được ạ? Ta không cần biết anh làm sao thì làm. Đến đúng vụ thu hoạch hãy mang đến cho ta những gùi lúa tốt nhất. Nếu không thì đừng mơ đến việc cưới vợ. Em đừng lo, anh lên rẫy làm việc ngay bây giờ đây. Anh sẽ gieo hạt đúng ngày cho em xem. Anh để em giúp anh với nhé. Đôi bàn tay em sẽ cùng anh làm việc, cùng anh xây tổ ấm. Nhưng bây giờ em hãy để anh tự mình vượt qua thử thách này, thì anh mới đủ tự tin và kiêu hãnh để mang lại cho em một cuộc sống tốt đẹp sau này. Giờ chỉ cần rửa thật sắc thì mình có thể phát rẫy trong một ngày. Nhờ chiếc rửa sắc bén và bàn tay khéo léo đã quen với công việc đồng áng, anh nông dân dễ dàng phát hết nửa đám rẫy trong một ngày. Tối rồi, mình nghỉ lấy sức để ngày mai phát hết nửa đám rẫy còn lại, sau đó sẽ nhổ cỏ và làm đất. Thế nào rồi, anh nông dân chăm chỉ? Tôi phát được nửa đám rẫy rồi, chắc sẽ kịp gieo hạt đúng ngày. Cái gì? Nửa đám rẫy ấy ít nhất phải làm nửa tháng, mà anh chỉ mất một ngày đã phát xong ư? Tôi đã mài rửa rất sắc, có chiếc rửa này tôi làm nhanh gấp mấy lần người thường. Chà, ta chưa thấy chiếc rửa nào sắc thế này. Thảo nào, anh có thể cho ta mượn chiếc rửa này một lúc được không? Ta cho đám người làm nhìn mà mài theo cho sắc. Nhưng ông phải trả sớm để tôi còn kịp phát rẫy vào sáng ngày mai đấy. Được, được, anh yên tâm đi, ta sẽ trả anh ngay khi mặt trời mọc. Mặt trời mọc lâu rồi, sao ông ta còn chưa đưa rửa trả cho mình chứ? Mình phải đợi thôi. Thật đáng tiếc, mấy người làm kia để quên rửa của anh ngoài vườn. Bọn côn trùng đã ăn mòn nó rồi. Hả? Gì cơ? Côn trùng ăn mòn được chiếc rửa ư? Có gì mà anh kinh ngạc thế? Chẳng lẽ anh không biết có những loại côn trùng có thể ăn mòn cá rửa ư? Làm gì có chuyện côn trùng ăn mòn cá rửa chứ? Rõ ràng phú hộ giấu rửa của mình để mình phải chịu thua đây mà. Cậy mình thân côi thế côi mà ức hiếp ư? Mình nhất định không bỏ cuộc đâu. Ta không dễ dàng buông tha một người làm thuê giỏi như anh ta được. Anh nông dân đành tay không mà phát rẫy. Dù tay chân say sát và đau nhức, anh vẫn không nản lòng. Anh làm việc cả ngày cả đêm, không quản mệt nhọc. Tuy đã gắng hết sức, nhưng phải mất hết 10 ngày, anh mới phát rẫy xong và bắt đầu làm cỏ. Nhưng cỏ mọc tốt đến là, nhổ đi rồi qua một đêm sáng mai, đã mọc lại xanh mơn mởn. Nếu cứ thế này, chắc chắn anh sẽ chậm ngày gieo hạt. Nếu thế này thì không được rồi, mình phải nghĩ cách đối phó với phú hộ mới được. Phải rồi. Ông có muốn bò nhà ông béo ra không? Trên rẫy cỏ mọc tươi tốt lắm, tôi chưa thấy ở đâu có cỏ ngon đến thế. Nếu ông cho bò ra đó ăn thì chúng sẽ béo tốt nhanh lắm đấy. Ý hay đấy. Ta có hai con bò háo ăn lắm.
bao nhiêu cỏ cũng không đủ. Giờ được ăn cỏ tốt và nhiều thế thì còn gì bằng. Anh lùa chúng lên đó đi. May quá, hai con bò này sẽ chén sạch đám cỏ trên rẫy của mình trong chớp mắt. Chẳng cần thuê người chăn bò mà bò lại được ăn no, ăn cỏ tươi tốt nữa. Đúng là một công đôi việc. Nhờ có hai con bò ăn cỏ mà anh nông dân rảnh tay làm đất. Chẳng mấy chốc mà đám rẫy đã sạch cỏ, đất cũng vừa tơi xốp, sẵn sàng cho ngày gieo hạt. Không biết Phú Hộ còn nghĩ ra kế gì nữa để cản trở mình không đây? Chỉ bằng mình đi trước ông ta một bước vậy. Anh nông dân quyết định bán hai con bò của Phú Hộ cho một người lái buôn để lấy một khoản tiền phòng thân. Nếu có chuyện gì xảy ra, với số tiền này, anh sẽ tìm cách xoay sở giải quyết được. Chờ mãi không thấy anh nông dân đưa bò về trả, Phú Hộ đích thân lên rẫy tìm anh. Thật tiếc quá, bò của ông được ăn rất nhiều cỏ ngon, chúng đã béo tốt lên. Bỗng nhiên chiều hôm qua, một con cú bay qua cắp bò đi mất. Tôi đuổi theo mà không kịp. Cái gì cơ? Một con cú cắp bò đi mất á? Vâng, nghe nói con cú này sống cùng một nơi với mấy con côn trùng ăn mòn rửa của tôi đấy. Thật đáng tiếc, mấy người làm kia để quên rửa của anh ngoài vườn, bọn côn trùng đã ăn mòn nó rồi. Người dám? Hắn dám chơi lại mình à? Đừng hòng. Thôi được rồi, ta lên đây cũng muốn báo với anh bọn côn trùng đó cũng ăn hết lúa giống rồi, chẳng còn gì cho anh gieo nữa đâu. Thôi mơ đến vụ mùa bội thu đi nha. Lần này thì anh nông dân không phải lo gì cả. Với số tiền bán bò, anh có thể mua được những bao hạt giống tốt nhất. Điều này thì phú ông không thể lường trước được. Anh gieo hạt đúng ngày đã tính toán, nhờ mưa thuận gió hòa, hợp thời hợp tiết, những hạt giống của anh chẳng mấy chốc đã mọc lên xanh tốt. Vụ mùa năm ấy, đám rẫy hoang đã biến thành cánh đồng vàng óng trĩu hạt. Không thửa ruộng nào trong làng bội thu bằng. Phú Hộ đành giữ lời hứa, để cho anh một mảnh đất tốt. Anh cất một mái nhà nhỏ, chăm chỉ trồng trọt cấy cày. Vụ mùa đầu tiên trên mảnh đất của chính mình, anh đồ một củ xôi thật thơm đến hỏi cưới cô gái anh yêu thương. Cuộc sống hai vợ chồng ngày càng ấm no, hạnh phúc. Người bán quạt may mắn. Tiết xuân sang, gió mát rộn ràng, thoảng trồng nắng, hương hoa miên man. Thưa lão gia, kinh thành vừa phái người đánh báo, hoàng thượng cho mời ngài 3 ngày tới vào cung thưởng trà và ngâm thơ cùng người ạ. 3 ngày tới à? Gấp vậy sao? Mà ta vừa gặp hoàng thượng tuần trước, sao không thấy hoàng thượng nhắc tới việc này nhỉ? Chắc hoàng thượng mê thơ của ngài quá, nên mới gặp đã muốn gặp tiếp rồi. Ai bảo ngài là nhà thơ Dương Triều nổi tiếng nhất cả xứ Bắc này làm chi? Hey, lệnh vua đã ban thì ta đành phải nghe theo thôi. Ông mau sắp xếp để lát nữa ta lên đường luôn. Sao vội thế ạ? Từ đây lên kinh thành cũng chỉ đi hết 1 ngày đường. Ngài cứ thư thư rồi mai khởi hành cũng được mà. Ta muốn nhân tiện đi ngao du một chuyến để ngắm cảnh thiên nhiên thôi. Ông hãy cứ làm theo lời ta dặn đi. Vâng, thưa lão gia. Dương quản gia, đến đầu làng, ông hãy dừng xe lại. Ta muốn đi bộ một vòng quanh làng này. Vậy để tôi đi cùng lão gia. Không cần đâu, ông thích đi đâu thì cứ đi đi. Chúng ta cứ hẹn nhau trước khi mặt trời mọc thì gặp nhau tại cây đa đầu làng. Vâng, thưa lão gia. Chà, không khí nơi đây thật là trong lành quá. Nếu như có thể ở lại đây vài ngày, chắc chắn mình sẽ rất có hứng để sáng tác thi ca. Ai mua quạt đây? Ồ, bán quạt sao? Thử lại đó xem sao mới được. Ai mua quạt không? Quạt thủ công nhà làm, vừa mát vừa rẻ đây. Bà ơi, bà bán quạt sao? Vâng, mời anh chọn quạt. Quạt này là con trai tôi làm đấy. Anh mua đi, rẻ và mát lắm. Là con trai của bà làm sao? Sao anh ấy không đi bán mà để bà phải bán thế này?
Nó còn phải làm việc khác nặng nhọc hơn. Việc bán quạt này có phải khổ sở gì đâu. Nhà tôi khó khăn lắm, nên hai mẹ con đều phải chăm chỉ làm việc mới đủ ăn được. Đúng là rất mát, xòe ra rất nhẹ tay. Bà bán cho tôi một chiếc nhé. Bao nhiêu tiền thế? Dạ, cảm ơn ông. Chỉ một đồng thôi ạ. Quạt vừa rẻ vừa đẹp như thế này, chắc bà bán đắt hàng lắm hả? Nói lại buồn. Bình thường ngày nào tôi cũng bán được 5-7 cái, cũng đủ tiền cơm nước. Nhưng hôm nay ngồi từ sáng đến giờ mới bán được cái đầu tiên cho anh. Nghe nói trong làng có hàng quạt mới, họ làm công nghệ mới nên mẫu mã đẹp và thu hút khách nhiều lắm. Bảo sao quạt của tôi ê ẩm. Thế này chắc mẹ con tôi hôm nay phải ăn cháo trừ bữa mất. À, mà tôi từ xa tới đây, còn mỗi một đồng thì mua quạt cho bà rồi. Bà có gì ăn không? Cho tôi xin một chút, tôi đói quá. Sáng giờ tôi chưa ăn gì cả. Ôi, thế ra tiền ăn của anh dành để mua quạt cho tôi hết rồi à? Thật ngại quá. Thôi, tôi không lấy tiền của anh đâu. Tôi tặng anh chiếc quạt đó đó. Ờ, thế sao được? Tôi đã mua quạt rồi, sao có thể không trả tiền cho bà chứ? Hơn nữa, từ sáng tới giờ bà đã bán được cái nào đâu. Tôi không thể nhận được. Cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi. Nhưng tôi không bán được chỗ quạt này thì vẫn còn một ít gạo ở nhà để nấu cháo. Còn anh chỉ còn một đồng cuối cùng thôi. Anh đi đường xa xa xôi nên giữ lấy mà phòng thân. Nhưng một đồng cũng đâu mua được gì đâu. Tôi nhịn một ngày rồi lên kinh thành gặp người bà con là ổn ngay đấy mà. Bà cứ cầm lấy đi. Cũng phải, đi ăn cơm bên ngoài cũng chẳng được. À, hay là tôi còn phần cơm trưa này, anh không chê thì ăn đi. Làm thế sao được? Nếu tôi ăn thì bà ăn bằng gì đây? Tôi không sao, nhà tôi ở ngay đây. Đói quá thì chiều tôi về nhà ăn tạm củ khoai, củ sắn là được. Còn anh, trong người không có tiền thì biết ăn gì? Mà không ăn sao có sức đi tiếp. Đây, cơm canh đạm bạc thôi, nhưng cũng ngon đáo để đi. Ăn đi. Bà tốt quá, cảm ơn bà nhé. Có gì đâu mà ơn với huệ. Anh ăn xong thì cứ để túi đó cho tôi. Tôi chợp mắt một lát đây. Ngồi cả ngày nay đau lưng quá. Vâng, bà nghỉ đi. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà. Thôi chết, định chợp mắt một tí thôi mà ngủ quên mất. Anh vẫn chưa đi sao? Tôi sợ trong lúc bà ngủ sẽ không ai trông hàng nên nán lại một chút. Giờ bà tỉnh rồi thì tôi yên tâm đi rồi. Ôi trời, thế là anh ở đây nãy giờ để trông hàng cho tôi sao? Thật ngại quá. Ôi trời ơi, quạt của tôi sao lại thế này? Là ai đã làm chuyện này? Là tôi đó. Trời, là anh ư? Sao lại làm thế hả? Tôi có thù oan gì với anh mà lại vẽ bậy hết lên quạt của tôi thế này? Giờ trông cái nào cái nấy lem luôn, tôi còn bán được cho ai chứ? Bà không biết chữ ư? Đây là... Từ bé tới giờ tôi có được học hành gì đâu mà biết chữ. Mà tôi không cần biết đó là chữ gì. Anh vẽ bậy lên quạt của tôi thế này, tôi biết bán cho ai chứ? Trời ơi là trời. Ê, tôi làm vậy để giúp bà đó. Giúp tôi ư? Bà chờ xem,
Chỉ một lát nữa thôi là mọi người sẽ tranh nhau đến mua quạt của bà. Hả? Thật thế ư? Anh không lừa tôi đấy chứ? Bà yên tâm, nếu không ai mua quạt của bà, tôi sẽ mua hết. Mọi người ơi, ở đây có bán quạt. Trên quạt có bút tích của nhà thơ Dương Triều. Mau lại đây mua đi. Anh ta nói gì vậy? Nhà thơ Vương Triều là ai chứ? Rõ ràng những chữ đó là anh ta viết lên mà. Lẽ nào... Kìa, đằng kia nói có bán quạt có bút tích của nhà thơ Dương Triều. Không biết có thật không? Mau lại xem đi. Ồ, nếu đúng như vậy thì thật tuyệt quá. Nhà thơ Dương Triều rất nổi tiếng, đến hoàng thượng còn nể trọng tài thi ca của ông ta. Có được bài thơ cho đích thân ông ấy viết thì còn gì bằng nữa. Ôi, thơ của Vương Triều à, tôi ngưỡng mộ ông ấy lâu lắm rồi. Nằm mơ cũng chẳng nghĩ sẽ được cầm tận tay bút tích của ông ấy đấy. Ai ơi có ghé hàng quạt chơi, quạt này mang gió mát thảnh thơi. Quạt này đậm hơi ấm tình người, mát ngoài trong ấm chớ buông lơi. Hay, hay quá. Nhưng liệu có đúng là bút tích của nhà thơ Dương Triều thật không? Tôi đã từng nhìn thấy bút tích của ngài ấy trong một cuốn sách. Rất giống nha, nhưng để khẳng định thì hơi khó. Phải đấy, tại sao bà lão nghèo này lại có được bút tích quý giá ấy chứ? Đây là tập thơ của nhà thơ Dương Triều. Nếu các anh không tin, có thể mở ra để so sánh xem có đúng là bút tích của ngài ấy thật không. Đúng rồi, nét chữ y hệt nhau, đúng là của nhà thơ Dương Triều rồi. Tôi đảm bảo không ở đâu các anh có thể mua được chiếc quạt quý giá như thế này với giá 5 đồng đâu. Có thơ Dương Triều treo trong nhà, khác gì báu vật đâu cơ chứ. Ồ, chỉ có 5 đồng thôi sao? Vậy tôi mua 2 cái nha. Tôi cũng mua 2 cái. Chuyện này là sao? Anh chính là nhà thơ. Kìa, bà mau bán hàng đi, kẻo đông quá không kịp tiếp khách bây giờ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi muốn mua quạt của nhà thơ Vương Triều. Tôi cũng muốn mua. Tôi mua nữa. Đồng tiền vạn lịch. Ngày xưa có một người lái buôn giàu có vào hạng nhất nhì nước, tên là Vạn Lịch. Vạn Lịch có một người vợ trẻ rất xinh đẹp tên là Mai Thị. Cũng bởi cái tính đa nghi hay ghen tuông quá đáng mà làm cho người vợ dù có sống trong nhung lụa nhưng vẫn luôn cảm thấy rất khổ tâm. Phu nhân, làm ơn cho tôi xin miếng trầu được không ạ? Vậy ông chờ tôi một lát để tôi vào lấy ra cho nhé. Cảm ơn phu nhân, phu nhân thật tốt bụng. Giữa ban ngày ban mặt các ngươi làm cái gì vậy? Đấy, ta ở nhà mà các ngươi còn dám vậy thì không hiểu những lần ta đi xa thì các ngươi còn làm những trò gì. Ồ, chàng hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm ư? Thế các người bắt ta phải hiểu như thế nào đây? Nữ lấy trầu đưa cho nam, không phải là tình cảm trai gái thì là gì? Tấm lòng của thiếp đối với chàng bấy lâu nay như thế nào, có đất trời chứng giám. Sao lại vì một chuyện không đâu mà chàng nỡ lòng nghi ngờ thiếp? Không nói gì làm gì nữa, ta không muốn ở chung một nhà với người phụ nữ lăng loạn như nàng nữa. Xin chàng nghĩ lại, xin hãy nghe thiếp giải thích. Cuộc sống sung sướng mà còn không muốn, giờ ta sẽ cho các ngươi được toại nguyện. Chàng, sao chàng lại nỡ lòng nào tuyệt tình với em như thế? Ta cho các người biết, kẻ phản bội lại Vạn Lịch ta sẽ có cái kết cay đắng như thế nào. Nàng hãy đi đi và đừng bao giờ đến tìm ta nữa. Phu nhân, sao lại một mình tới đây? Vì nhìn thấy tôi đưa cho anh miếng trầu mà chồng tôi đem lòng ghen tuông, nghĩ kỹ tôi có tình ý với anh, đuổi tôi đi. Sao lại thế được? Thôi để tôi chạy lại giải thích cho ông ấy hiểu. Không thể vì tôi mà phu nhân bị hiểu nhầm được. Vô ích thôi. Âu là cái số của tôi không lấy được kẻ giàu sang phú quý. Nếu anh không chê, tôi xin lấy anh làm chồng, chúng ta sẽ cùng sướng khổ có nhau. Vậy là từ đó Mai Thị về túp liều tranh của người đánh dặm ở. Họ nên vợ nên chồng. Tuy nghèo khó nhưng họ sống với nhau rất êm ấm, không cãi vã nhau bao giờ. 3 năm sau.
Dám mổ thóc này. Đây là vàng mà. Thứ này quý giá lắm đấy. Chắc mình xưa nay chỉ sống bên sông nước nên không biết. Mình lấy nó ở đâu vậy? Sau cơn bão tôi thấy dạt về nhiều lắm, kèm theo những mảnh vỡ của thân tàu nữa. Hả? Chúng ta mau ra đó xem thế nào. Những thỏi vàng này đều có bút tích riêng của Vạn Lịch. Chắc đã điều gì không may xảy ra với chàng rồi. Không biết nhà vua mới có cáo thị gì mà tôi thấy sáng nay quân lính dán chi chít ở ngoài chợ kia thế. À, cáo thị của nhà vua tìm người có thể nâng được pho tượng phỏng ngoài đến đông đầu làng đó. Là sao? Mình nói rõ xem nào. Nhà vua bị bệnh nặng, không thuốc gì chữa được. Tìm hiểu ra mới biết ngôi đền đông, nơi vua phát tích có pho tượng phỏng, không hiểu tại sao lại bị đổ. Kỳ lạ là bao nhiêu quân lính cũng không thể nâng được pho tượng ấy. Tưởng gì, việc đó chắc tôi làm được. Mình nói thật không? Chứ sao, pho tượng đó ngày xưa đi đánh dặm, tôi vào đó chơi suốt. Xem ra mình có vẻ có duyên với pho tượng này rồi, mình ra nâng thử xem sao. Ta rất cảm kích vì công lao cứu ta khỏi bạo bệnh, nhưng ta mang chức vụ nhỏ này, nhất định hai người không được từ chối. Đó là chức vụ tuần ti, ngồi thu thuế bên sông. Ta tin hai vợ chồng nhà ngươi sẽ hoàn thành tốt công việc ta giao phó lần này. Bệ hạ đã nói vậy, chúng thần xin tuân lệnh. Kia có cái trạm tuần ti khá lớn mới dựng lên, mình hãy cứ vào trong đó nghỉ ngơi, biết đâu có thể xin được chút lộ phí đi đường. Người lạ, nhà ngươi từ đâu tới, danh tính là gì? Dạ, tôi là người lang bạc nhiều nơi, nay đây mai đó, tên là Vạn Lịch. Vạn Lịch? Há chẳng phải trước đây người giàu có nhất nhì nước ư? Sao giờ lại lâm vào cảnh này? Dạ thưa, tôi đi tàu gặp phải cơn giông bão, tàu bị lật, tài sản mất hết, phút chốc lâm vào cảnh tay trắng. Vậy còn người vợ năm xưa mà người nhẫn tâm đuổi đi thì sao? Sau bao năm tôi chưa bao giờ hết dai dứt khi nhớ lại chuyện cũ. Tôi có tội với nàng nhiều quá. Nhưng sao phu nhân biết? Có lẽ nào sao ta thấy giọng nói quen quen. Phải, chính là nàng. Chuyện cũ đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Tất cả số vàng rơi trên sông có chữ Vạn Lịch, chúng tôi nhặt được đã cất cẩn thận, giờ xin trả lại cho chủ cũ. Tự tôi đã làm mất, phàn bạc bây giờ cũng vô nghĩa mà thôi. Xin cáo biệt, ta sẽ bãi chúc phúc cho hai vợ chồng nàng. Mai Thị sau đó đã tâu vua dùng toàn bộ số vàng của Vạn Lịch đúc thành một loại tiền mang tên tiền Vạn Lịch, rồi đem phân phát cho người nghèo để đồng tiền nhân nghĩa còn mãi với đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.